cung cấp sản phẩm dịch vụ thị trường có nhu cầu. Nếu không có khác biệt, chúng ta sẽ không thành công được. Hãy đảm bảo chất lượng trước khi bán, trong khi bán, sau khi bán. Khi chúng ta đẩy số lượng lên thì chúng ta cần phải giải quyết một cái bài toán, đó chính là gì nào ha? Đảm bảo chất lượng ổn định giống như cái mẫu mà đã thành công.